Hello mọi người, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và săn được hàng sell up. Đây là chương trình sell lớn nhất của Gumark trong năm 2018 nha. Chào, comment chào nhau để chúng ta bắt đầu nào. Rồi, chào Nguyễn Anh Nga, chào Ngọc Lan, chào Khánh Ngọc. Tuấn khoảng 10 phút, 15 phút share lại một lần nhé, ở page nha. Chào Mỹ Thanh này, chào Đặng Thảo My này, chào Tạ Kim Hạnh, chào Yến Nguyễn, chào tất cả mọi người. Hãy vào nhanh ạ, vào nhanh đi ạ. Chào Thúy Đình, chào, comment chào nhau đi, hãy tương tác với nhau đi nào. Hãy comment chào nhau để chúng ta bắt đầu một cái buổi live stream cực kỳ tuyệt vời. Đảm bảo luôn, mê luôn. Những sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới vẫn được giảm giá luôn nhá, đồng giá 255.000, tuyệt vời không? Ngày mai là sập sàn luôn. Em đặt váy không thấy rồi, xin lỗi em nhé, tại vì đơn hàng nó hơi bị quá tải nên là ok. Lên nhanh nào, lên sen lên nhanh nào. Lan Vũ comment 255k receive không anh? Cũng những comment đấy cũng hỏi được, hay thật ấy. Có quần áo, có đủ hết nhá. Rồi chào Quảng Ninh, chào Hoa Cỏ May. Rồi comment chào nhau và share cái video này đi ạ, để chúng ta làm sao, chúng ta bắt đầu cái buổi live stream nha. Rồi share để tặng quà nhá. Phần quà là sẽ ra gì ạ? Phần quà sẽ là một cái đầm ren. Đầm ren này không để bán, không bán mà để tặng nha. Đây là đầm ren rất là tuyệt vời, rất là đẹp của Gumark. Rồi, ai là người share đầu tiên à? Comment ai share là comment đã share. Đã share, ví dụ như Vân ơi, chị đã share về tường rồi và share về một nhóm rồi hoặc hai nhóm. Nếu Vân thì gọi tên nào. Nhanh nào. Rồi nào. Thủy Phương gọi comment là chào ông Vân dễ thương, chào Hồng Hạnh nha. Rồi, ai chia sẻ rồi comment cho chia sẻ nào, để chúng ta bắt đầu cái buổi livestream này hôm nay ạ. Ok nha. Hôm nay đang bị ốm, cái mũi nó khó chịu quá. Ra cửa hàng mua được, được nha. Hiện tại cái chương trình sale lớn nhất trong năm 2018 này ấy, là áp dụng tại hệ thống 40 cửa hàng Gumark và sale online và cả online đấy nhá. Nên nhanh tay nào. Ai đã share rồi nào? Rồi, để xem đọc ai đây. Đây. Ai đã share về tường cá nhân ở chế độ công khai nhá. Lưu ý là share về tường ở chế độ công khai ạ, chứ không phải chế độ bạn bè, tại vì nhiều khi mà bọn em khi mà check kết quả ấy vào thấy là share về độ mình tôi với bạn bè nó phí lắm. Không được nhận quà, vừa gọi tên rồi, hôm bữa gặp hai trường hợp rồi nhá. Đây tặng một cái đầm ren rất là đẹp. Đầm ren này có giá là 480.000 ha. Đấy, 480.000, quá đẹp luôn. Đầm này đi dự tiệc thì cực kỳ sang, cờ mờ nở chảnh luôn nha. Rồi. Nguyễn Hạnh đã chia sẻ. Tối quá ha, mọi người thấy sáng hay tối ạ? Đỗ Thị Hiếu đã chia sẻ. Đã chia sẻ nha. Ngô Việt Đăng là 5 nhóm rồi nha, 5 nhóm nhưng mà không về chia sẻ trường cá nhân thì không được đâu. Vũ Mây đã chia sẻ hơn 10 nhóm ha. Nhưng mà về trường cá nhân chưa? Ví dụ như các bạn, các chị đã comment ví dụ như đã xe về tường này và hai nhóm đã xe về tường, ba nhóm, bốn nhóm gì đấy cũng được nha. Mình sẽ gọi tên. Ngọc Lan. Rồi, comment chào nhau đi ạ, để chúng ta bắt đầu nào. Comment chào nhau để chúng ta bắt đầu nha. Xe này nhá, hiện tại rất nhiều người xem rồi. Nhưng mà hãy xe đi ạ, xe để chúng ta hôm nay cực kỳ mẫu đẹp luôn, mẫu cực đẹp luôn. Rồi. Nào, xe nhận quà nào. Đây, quán hàng trong bộ sưu tập mới đúng không? Đây, một cái chân váy, một cái bộ này, áo này, nào trong bộ sưu tập mới nhá. Rồi. Sao không có nữ để mặc thử mà trai không vậy hả? Từ từ xong thả ra nào, ôi. Để tăng quà đã, rồi. Chỉ thấy anh chàng này đẹp trai thôi hả? Rồi, ok, ai nào? Đây, áo nào trong bộ sưu tập mới nhá. Hàng mới về hết ấy. Mai ra mắt, bộ sưu tập mới mai chính thức ra mắt. Tối nay live stream luôn. Rồi, ai đây? Rồi, tặng cho Hoa tháng 3 đi anh. Hoa đi em. Em chia sẻ công khai luôn, rồi còn mời bạn bè nữa. Tặng cho Hoa tháng 3 một cái áo này nhá. Đẹp luôn. Hoa tháng 3, Facebook Hoa tháng 3 nhá. Rồi, đúng như thấy rồi đúng không?
Facebook Hoa Tháng 3 có một cô gái, hình cô gái dễ thương. Rồi tặng cho Hoa Tháng 3 một cái chân váy này hoặc là cái áo nha. Hoặc là cái áo. Rồi, ở nhà xe đi ạ. Xe mỗi người một lượt nữa đi ạ. Để tặng cái đầm cho nó Oách Select nha. Tặng cái đầm cho Oách Select. Ai nào? Ai rồi? Tặng cho. Rồi. À rồi. Xe nào? Xe để lên lên 5.000 nha, lên 5.000 chúng ta tặng quà. Rồi, ok, xin mời bạn món cái đầm đầu tiên. Đồng giá 255.000 nha, lưu ý ạ. Mẫu này là 255.000 thôi. Lưu ý là mẫu này là 480.000, nhưng mà đây là sản phẩm mới nhất, nằm trong bộ sưu tập tháng 4, ngày mai chính thức ra mắt nha. Ngày mai ra mắt nên hôm nay live stream. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt cái là sao ạ? Tuy ngày mai mới ra mắt nhưng mà lại nằm trong chương trình sale vào ngày mai. Chương trình sale lớn nhất của Gumax trong năm 2018. Đồng giá 255.000, mã thì đọc mã là để lấy số điện thoại nha. Mẫu này lưu ý ạ, chỉ có 100 cái thôi ạ. Nên là chỉ có ưu tiên 100 chị nhanh tay nhất để lấy số điện thoại của mã sản phẩm nha. Số điện thoại cộng với 4803. Số điện thoại cộng với 4803, đây là mã là 4803 nha. Mẫu này là có giá là 480.000, nhưng mà đang trong chương trình đồng giá 255.000 nên mẫu này chỉ còn 255.000 thôi. Và 100 chị nhanh tay nhất sẽ để lại số điện thoại cộng với 4803 để mua mẫu này với giá 255.000. Đây là đầm ren nhá chị. Đấy, em lên gần gần cho chị xem. Cái này có phối họa tiết ren ở bên trên đi. Đây, phối ren đằng trên, rất là dễ mặc, có tay luôn nha. Mẫu này mình mặc đi làm cũng rất là ok luôn, đi làm cực kỳ đẹp luôn, kể cả đi tiệc cũng rất là ok. Ren thì rất là sang trọng rồi, em quay phía sau cho chị xem nào. Đây phía sau nhá kì. Form rất là ôn gọn, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, rất là gọn gàng luôn. Bạn Thảo mặc lên rất là dễ thương. Số điện thoại cộng với 4803. À, số điện thoại cộng với 4803 nha. Số điện thoại cộng với 4803 để mua cái sản phẩm này với giá là 255.000. Rồi, rồi số điện thoại nhá. Lưu ý ạ, em size là có 5 size này. XS, S, M, L và XL dành cho những chị từ 40kg tới 60kg nha. Chỉ những chị từ 40kg tới 60kg ạ. Chắc là hàng này là hàng Gumax thiết kế ok ạ. Đây là sản phẩm mới, sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Gumax, vừa mới ra mắt luôn, quá đẹp luôn. Trời ơi, mẫu này mà không đặt nữa thì tiếc đứt ruột luôn. Cả nhà xe lại đi ạ, xe lại. Ai mà xe thì tại vì là cái này này, ai mà xe thì hệ thống sẽ tự hiểu và sẽ ưu tiên để gọi chốt đơn hàng cho người đó trước. Nên là các chị xe đi ạ, mỗi người xe lại cho mình mỗi người một lượt nữa nha. Hệ thống sẽ hiểu là ok, ví dụ như bạn Thảo này, bạn Thảo là người xe đầu tiên, ok, hệ thống sẽ tự động hiểu và xếp danh sách bạn Thảo là người đầu tiên. Rồi sau để sau thì các bạn khi mà hệ thống lên hệ thống thì các bạn nhân viên sẽ gọi và tư vấn cho cả nhà nhé. Ok, ngày mai các bạn tư vấn nhân viên sẽ gọi cho cả nhà nha. Số điện thoại cộng với 4803 để mua cái đầm mẫu đầm này với giá chỉ còn 255.000, đồng giá 255.000 thôi, quá đẹp luôn. Trời ơi, không mua thì sao, tiếc đứt ruột rồi. Ok, Dung Nibi có comment là mua váy nhà Gu về ai cũng khen đẹp hết, form rất là đẹp mọi người ạ. Ok, cảm ơn Dung Nibi nha. Ôi, dễ thương thế, người đâu mà dễ thương. Rồi, ui đẹp quá. Ồ, như Thùy comment bộ sưu tập mới đẹp lắm. Ok, rồi tuyệt vời, 4803 nha. Rồi, lưu ý ở đây sản phẩm này có có đủ size là 5 size XS, SML và XL nha. Rồi em lên em diễn một phát nữa. Nhớ là để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm nha. Đấy, số điện thoại cộng với mã sản phẩm để mua cái đầm này với giá chỉ còn có 255.000 thôi. Trời, quá tuyệt vời luôn, trời đẹp quá, mê hoặc lòng người luôn. Trời ơi, đầm này mà không mua thì tiếc rất rồi thôi. Số điện thoại cộng với 4803. Rồi, cảm ơn Thảo, bạn Thảo thay bộ khác cho anh. Xin mời bạn Yến nào. Lưu ý rằng tất cả các bạn mẫu ở đây là đều là nhân viên của Gumax hết. Bạn Thảo là làm ở bộ phận bán hàng, còn bạn Yến đây là làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng nha, là người tư vấn gọi điện cho các chị đặt hàng đấy. Rồi, đây là bạn Yến, cao 1m50. 52. Một tràng vào tay thật lớn cho người mẫu cao 1m52 Đoàn Yến của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thả tim nha. Mỗi người thả một tim đi. Thả tim cho bạn Yến. Rồi nha. Mẫu này quá đẹp luôn, không cần phải nói nhiều. 255.000, 480.000 nhưng 255.000. Mã là 4802. Đầm phụ kiện hoa trắng à, đầm phụ kiện hoa. Rồi, 480.000. Mã là 4802 nha. Mã là 4802 à, đây sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới nhất, sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai. Chính thức ra mắt vào ngày 255.000. Trời ơi, đẹp quá. Em lên cho chị xem cái phối, cách phối. Em nói vài câu, chém vài câu cho chị mua hàng. Số điện thoại cộng với 4802 nha. Sản phẩm này bên em đang được ưu đãi chỉ còn 255.000. Thì sản phẩm này có phối phụ kiện là bông hoa, hai bông hoa được đính rất là dễ thương nha các chị.
À, đặc biệt có phối viền kẻ caro tạo đường nét điểm nhấn cho chiếc đầm của mình thêm xinh nha. À, sản phẩm này màu đỏ mặc nên rất là tôn da nha các chị. Rồi, cực kỳ nổi bật luôn. Ai mà mua em này về mặc đi tiệc hay đi làm thì đều rất là bồi. Thứ nhất ấy, là sản phẩm này có tay ha. Chất liệu Gumax thì còn mọi người hỏi bàn rồi. Và có tay rất là tiện lợi cho những chị nào không mặc được sát nách ha. Tay cũng vừa đủ thôi. Thứ hai là cái điểm nhấn ấy, là có phối caro ở đây này. Đấy, lên gần gần tí. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, phối caro rất là đẹp luôn. Form body cực đẹp. Rồi em quay phía sau cho chị xem. Lên tí, lên. Đó, rồi, đấy phía sau cho chị. Form rất là vừa vặn. Bạn Yến cao chỉ 1m52. Mẫu này là gì ạ? Cả nhà xem lại cho em mỗi người một lượt đi ạ. Xem lại cho em mỗi người một lượt nha. Ok không ạ? Xem lại cho em mỗi người một lượt nào. Cả nhà ai đã xem lại lần 2 thì xem lại để có cơ hội để nhận cái đầm ren kia nào. Rồi nha, đây ạ. Mã là 48. Trong hôm nay vừa đăng cái bài mà sell up ấy. Chị nào cũng mua 4 bộ, 5 bộ hết. Chị nào cũng mua 4 bộ, 5 bộ hết. Kinh khủng khiếp. Tuyệt vời quá. Bảo ui giời đã quá. Đấy nha. Số điện thoại cộng với 48 02 để mua sản phẩm này với giá 255 nghìn. À, xe lại xe mạnh cho em mỗi người một lượt đi ạ. Trời ơi, xe lại đi. Xe lại nào. Để tặng quà nào. Ai mà xe ấy, em sẽ được ưu tiên gọi trước. Ok không ạ? Gọi tư vấn trước đấy, chứ đâu phải để dễ mà mua. Tại vì rất là nhiều chị đặt hàng. Các chị có thể nhìn comment là biết đó. Comment là nhảy theo từng giây. Một giây có cả 100 comment rồi. Đặt hàng rồi. Đấy. Nhưng mà lưu ý là mẫu này là có 5 size XS, XML và XL dành cho những chị từ 40kg tới 60kg nha. Để lại số điện thoại đúng cú pháp là số điện thoại cộng với 4802 ạ. Lưu ý ạ, phải là số điện thoại cộng với 4802 sẽ mới được ưu tiên ạ. Nếu mà để lại số điện thoại không ấy thì bên em không biết các chị đặt mã nào và sẽ không gọi điện tư vấn ạ. Và để lại mã sản phẩm không thôi thì bên em chịu thua luôn, là cũng không tư vấn được. Nên là sẽ ưu tiên cho những chị nào để lại số điện thoại và mã sản phẩm. Mã này là 4802, số điện thoại cộng với 4802 phát là xong. Ok không ạ? Rồi em lên em diễn một phát nữa là mẫu này đẹp quá. Đấy, quá đẹp đúng không? Đấy, như người mẫu chuyên nghiệp rồi. Mời mẫu bạn Yến, mời mẫu Đoàn Yến nha. Cao 1m52 nha. Rồi, ôi nhiều quá. Đặt hàng nhiều quá. Uầy, đặt hàng như con Nguyên luôn. Rồi nhá, Lan Nguyễn này, ok, Trần Hằng này, ok. Rồi, Trung Vân này, ok, nhiều quá, nhiều người đặt quá, ui thôi. Chu Thanh Dung, ui, nhiều quá. Mình đã bảo rồi, có sai nhá, có 5 sai, mọi người có câu hỏi gì thì cứ để số điện thoại cùng với câu hỏi nhá. Tại vì mình đứng rất là xa màn hình, đứng rất là xa màn hình nên là không thấy được comment của mọi người. Nên là rất mong mọi người thông cảm là chỉ cần họ đặt thích em nào thì cứ để lại số điện thoại cùng với mã sản phẩm. Ai đang xem cái livestream này có thể để lại mỗi người một chấm cho em ạ. Một chấm cho em biết với nha. Ai đang xem livestream này thấy có thấy rõ không ạ? Nếu rõ thì chấm cho em một chấm ạ. Chấm cho em một chấm thôi. Ok, một chấm là được. Nha, ok không ạ? Số điện thoại còn với 4802. Rồi, cảm ơn bạn Yến nha. Yến thay bộ khác nha. Mời bạn Thảo. Rồi, ôi, bộ này dễ thương quá. Bộ này dễ thương nha. Quá dễ thương luôn. Màu này là một màu rất là mới này. Màu này màu gì đấy nhỉ? Xanh gì đấy? Xanh rêu à? Rồi mã gì đây? Mã này là 3834. Mẫu mã này là 3834 ha. 480.000. Nhưng mà trong cái livestream này còn bao nhiêu? Còn 255.000. Ui, 255.000 thôi. Trời, một thiết kế rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Đầm này là phong cách là gì nhỉ? Suông à? Dạ, phong suông. Phong suông, có phối phần cái phần này là gọi là xếp ly. Ở chỗ này rất là đẹp nha. Điểm đầm này thì quá đẹp luôn. Đầm này rất thích hợp cho tức là chị nào mà thích phong cách sang chảnh và cá tính một chút thì mẫu cái thiết kế này rất là phù hợp cho cả nhà nha. Số điện thoại còn với 3834. Số điện thoại còn với 3834. 480.000 con 255.000 mà thôi. Rồi em lên gần cho chị xem cái tiết này nào. Cái này là cổ vét nha các chị. Cổ vét nha. Đấy, đẹp luôn, sang chảnh luôn, phối nút ở bên. Rất là đẹp. Nói chung là đầm suông rất là dễ mặc, form suông thì rất là dễ mặc nha. Chị nào bụng bự không phải lo, nói chung không phải bạn. Ok, mặc vào ok tất. Đằng dưới này phối rất là dễ thương nha. Số điện thoại cộng với 3834. Lưu ý ạ, mẫu này còn rất lợi, còn không còn nhiều nữa đâu nên các chị nhanh tay nha. Thích thì phải chốt liền. Ok em ạ, số điện thoại cộng với 3834. Rồi, đây, phía sau cho chị xem nào. Đấy, phía sau nha. Form suông thì đơn giản rồi, rất là dễ mặc. Rồi, quay lại. Số điện thoại cộng với 3834 nhé cả nhà. Không là mình đặt hồi chiều rồi hả? Giang Phan, ok. Sau lại 8402 nó lại với lại mẫu nãy hả?
Gumac có shop nào ở Thanh Hóa không? Có nhá, ở trong 130 Quang Trung, thành phố Thanh Hóa nha. Gumac có 40 cửa hàng trên toàn quốc rồi nha. Địa chỉ đâu vậy em hả? À, địa chỉ Gumac có 40 cửa hàng nha chị ơi. Nhiều nhiều quá hỏi thì em mới không trả lời được nha. Rất là mong chị thông cảm. Chị có thể lên website gumac.vn xem giúp em. Ok em ạ. Tại vì giờ nhiều comment này thì ấy, trời ơi, quá nhiều người đặt luôn. Đây, số điện thoại cộng với 3834, đây là cũng là một sản phẩm, một cái thiết kế mới của Gumac nha. Số điện thoại cộng với 3834 để mua một cái đầm này với giá chỉ còn 255.000. Trời ơi, quá rẻ luôn. Nghĩ sao một cái đầm thiết kế rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn. Chị nào thích phong cách sang chảnh thì đây là sự lựa chọn hết sức là tuyệt vời cho nhà mình rồi. Không mua thì sao ạ? Không mua thì sao? À, không mua thì tiếc chuột luôn, đúng không? Đúng rồi. Mẫu này mà chị nào mà không mà mua thì tiếc đứt ruột luôn nhá. Màu ní mà chị mua mà không mua là tiếc đứt ruột đó nè. Nói thật, em nói thật, không phải dơn. Mua nó không mua tiếc đứt ruột đi. Nên để cứ để lại sở điện thoại cầm vài sản phẩm nhá. Còn nắm sãi này, từ 40 kỳ tới 60 kỳ mặc vừa. Đó, từ 40 kỳ tới 60 kỳ xem mặc vừa nhá. Số điện thoại này cộng với mã sản phẩm là mã ní là 3834 nhá. Đó, mà chị chà rồi. Nhớ mồm nữa, nói tiếng này lỡ khách hàng ở miền Tây này họ không nghe vỡ mồm. Số điện thoại còn mới 3834 để mua mẫu này với giá chỉ còn 255.000, 480.000 còn 255.000. Rồi, cảm ơn bạn Thảo thay bộ khác giúp anh nha. Ok. Mẫu nặng cao bao nhiêu? Bạn Thảo cao 1m58, nặng 45kg nha. Còn bạn Yến cao 1m52, cũng nặng 44kg. Đấy, mẫu toàn tại sao Gumac? Theo mọi người, tại sao Gumac đấy? Mình ok là giờ nói là chủ thì nó to lớn quá, cũng là người sáng lập Gumac thì tại sao lại đứng livestream ở mọi người, và tại sao các bạn, em phải Yến vào đây Yến, tại sao lại các bạn mặc đồ đều là các bạn nhân viên, lên chút đứng sau nhỏ quá, lên tí nữa đấy đẹp không, bộ này thì thôi. Tại sao các bạn mẫu mặc đồ là các bạn nhân viên, chứ Gumac thừa tiền để mà thuê các cô mẫu cao chân dài này mặt sáng láng, mặt xinh này kia, mặt gọi là hot girl hot hiếp. Nhưng mà không, Gumac muốn truyền tải với thông điệp là đây là hàng thật. Và tất cả các bạn nhân viên cũng là nhân viên văn phòng. Đấy, cũng là nhân viên bán hàng ở các cửa hàng. Mặc đồ, form dáng như thế nào thì mặc lên như thế. Đấy, bạn Yến cao 1m52 thôi. Nhưng các chị thấy mẫu này lên rất là xinh. Mẫu chấm bi hiện tại đang là hot trend hiện tại nha. Mã là 3819, 480.000. 480.000, mua trong cái live stream này thì được còn bao nhiêu ạ? 255.000. Lưu ý, mẫu này thì cực kỳ cháy hàng nên là phải nhanh tay để lại số điện thoại cộng với 3819. Không phải nói nhiều, rất là đẹp nha. Rồi, đầu tiên là có cái gọi là gì? Backloom à? Backloom. À, backloom, đấy. Đây là đầm liền nha, chứ không phải set nha. Đây là một cái đầm liền. Đấy, thứ hai là họa tiết chấm bi này. Màu xanh này mặc lên cũng rất là tôn da, rất là sáng này. Thứ ba nữa là gì ạ? À, điểm nhấn là có cái backloom là che được cái vòng bụng. Nếu mà vòng bụng của mình to thì sao ạ? À, nó cũng che, nó hạn chế cái phần bụng đi, là mình thon gọn hơn, đúng không? Rồi em quay về sau chị xem nào. Đây, form cực kỳ chuẩn nhá cả nhà. Có 5 size XS, SML và XL nhá. Có 5 size XS, SML và XL, lưu ý ạ. Mẫu này là dành cho từ 40kg tới 60kg sẽ mặc vừa. Số điện thoại còn với 3819 nhá. Rồi, cả nhà share lại cho mỗi người một lượt đi nào. Trời ơi, con đây là sell up mạnh nhất đấy ạ. Mạnh nhất Gumac đấy ạ, nhá. Mạnh nhất Gumac đấy. Rồi, ôi trời, số điện thoại kìa. Rồi, nhiều người đặt. Ui trời ơi, đã quá. Người gì đâu mà dễ thương quá. Điện thoại còn với 3819 nha. Giá bao nhiêu giá? 255. Thanh Hồng có comment là giảm 47% đấy các bạn, mua đi hàng đẹp. Ok, cảm ơn người Thanh Hồng nha. Đấy. Mình 55kg lấy bộ xanh đen này. Ok, những comment đấy là mình sẽ không được ưu tiên ạ. Ưu tiên là chỉ có những chị nào comment đúng cú pháp là số điện thoại cộng với mã sản phẩm. Tại vì hiện tại rất nhiều người xem và rất nhiều comment nên em không thể là trả lời hết được comment của mọi người. Đặng Minh có comment là ôi mình mua đợt đầu 480k, không sao. Trời ơi, hôm nay mình mua mẫu khác lo gì. Đấy, rất là đẹp nha. Các mẫu này ở Gumac Thái Nguyên có được sẵn sale không? Có nha. Tất cả các chi nhánh được hưởng chương trình khuyến mãi nha. Hãy nhanh tay tới các 40 chi nhánh của Gumac để đặt hàng nha. 1m6 50kg mặc size gì ạ? Những comment đấy sẽ không được, xin phép các chị luôn, xin phép rất là xin lỗi các chị, tại vì quá nhiều câu hỏi thì em sẽ không trả lời được. Bên em chỉ tập trung giới thiệu mẫu thôi. Mẫu này ví dụ như các chị cứ để yên tâm, để lại số điện thoại sẽ có các bạn nhân viên gọi lại tư vấn, đúng không ạ? Số điện thoại cộng với mã sản phẩm thì ngày mai các bạn nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho nhà mình. Ví dụ thích mua mẫu này thì để comment lại số điện thoại của mình là ok rồi ạ.
cộng với 38 19. Đẹp không? Rất là sang trọng luôn. Mình đi tiệc cũng được, đi làm cũng được, có tay nữa, chất liệu rất là thoải mái, rất là mát, màu xanh gợi cho mùa hè rồi. Tạo cảm giác rất là mát mẻ. Nó không còn không ok đi nha. Số điện thoại cộng với 3819. Rất là đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Trời ưng mẫu này. Mẫu này là quá hot luôn, mẫu này là một gọi là mẫu siêu siêu cực hot. Không biết dùng từ gì để mô tả mẫu này, nó quá hot luôn. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 3819 nha. Shop hiện tại ở đâu vậy anh? Sao có nhiều câu hỏi nhỉ? Sao mình trả lời vừa xong vừa đứt mồm xong rồi. Bảo sell hết tất cả các cửa hàng nhau, ok không ạ? Chị Yến cao 1m52, nặng 44 kg nha. Và Yến cao chỉ 1m52 thôi, nặng 44 kg. Các chị nào muốn xem thông tin của Gumac thì cứ lên website gumac.vn xem ạ. Ok không ạ? Rồi, ok. Số điện thoại cộng với 3819 để mua sản phẩm này với giá 255.000 thôi. Trời ơi, nghĩ sao một cái đầm thiết kế hàng hiệu của Gumac ha. Gumac hiện tại có 40 cửa hàng trên toàn quốc và online thì mọi người xem livestream mọi người biết ạ. Số lượng xem livestream rất là đông và được cái lượng đặt hàng rất là đông, nên là em chỉ ưu tiên cho những chị nào comment đúng cú pháp, số điện thoại cộng với mã sản phẩm ạ. Còn lại khi mà các chị để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm rồi ấy, thì các bạn nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho nhà mình. Ok không ạ? Các bạn nhân viên sẽ gọi lại tư vấn, là ví dụ như chị Lan em thấy chị để lại số điện thoại, Điến sẽ là người gọi ạ. Và Điến và Vũ Nguyên một team chăm sóc khách hàng sẽ gọi. Chị Lan, em thấy chị Lan, em gọi từ Gumac, em thấy chị Lan đã để lại số điện thoại đặt mua cái mã sản phẩm là 3819 này. Đó, không biết là chị Lan cho em chiều cao cân nặng của chị là bao nhiêu để em tư vấn size cho mình. Đấy, rất phù hợp, nên là mọi người đừng có hỏi là bao nhiêu ký mặc vừa mà ăn gọn. Hỏi như thế thì Gumac sẽ không trả lời, mình đứng live stream không trả lời được, nên là rất mong mọi người thông cảm nha. Mọi người cứ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm. Rồi ok, cảm ơn bạn Bạn Điền dễ thương. Rồi. Rồi. Mẫu nào có một màu thì mình nói một màu nha, còn mẫu nào mà khi có nhiều màu mình sẽ đưa nhiều màu hơn, nên là cả nhà cũng không hỏi là có màu gì nha. Ok em ạ. Rồi bạn Thảo, xin mời bạn Thảo vào đây. Wow, một thiết kế rất là sang cờ mờ đời cảnh luôn. Một thiết kế cực kỳ sang chảnh nha. Quá đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Rồi, mã này là 3810. Đúng không? Đúng. Chắc chắn nha. Đúng rồi, mẫu này là 3810, cũng là 480.000. Trong live stream này còn 255.000 mà thôi. 3810, mã sản phẩm này là 3810. Để lại số điện thoại cộng với 3810 để sở hữu em ấy với giá. Em ấy là cái đầm này chứ không phải là em Thảo nha. Với giá chỉ còn 255.000. Điểm nhấn đầu tiên á, em lên tí đi. Màu xanh mặc rất là tươi mát. Tại sao lại rất là mát mẻ? Thứ hai là gì ạ? Có cái phụ kiện rất là đẹp này. Thứ ba là gì ạ? Ở trên cổ này được phối ren nha. Em đi lại gần cho chị xem phụ kiện với lại phối cổ luôn. Có phối ren cổ cho các chị. Nói nhỏ thế lắm sao anh nghe được. Đứng gần mà các chị. Phụ kiện này là nó rời nha các chị. Thì mình có thể tháo ra để mình gắn vào các những cái đồng khác cũng đẹp. Đúng, phụ kiện này rời này, có điểm nhấn này, tạo cho mình cái vòng eo cảm giác nó thon gọn hơn nha. Mẫu này mà thích cô nàng nào sang chảnh thì đi tiệc hay là đi văn phòng đều rất ok nha. Số điện thoại cộng với 3810. Rồi em quay phía sau chị xem nào. Form rất là ôm gọn, rất là đẹp nha cả nhà. Đấy, phía sau rất là ôm gọn, rất là đẹp. Số điện thoại cộng với 3810, có 5 size này: XS, S, M, L và XL nha. Cả nhà xin lại cho mọi người một lượt nào. Ôi giời, nhiều quá. Rồi, nhanh tay nha, chị nào mà chậm tay ấy là không được sở hữu mẫu này, tại vì mẫu này là số lượng còn không còn nhiều nữa, nên là các chị phải nhanh tay để lại số điện thoại, tại vì người mua quá nhiều nên các chị phải nhanh tay để lại số điện thoại cộng với mẫu này là 3810 nha. Cộng dấu cộng thì sao vậy ạ? Mẫu cao bao nhiêu ạ? Bạn Thảo cao 1m58, nặng 45 kg nha. Ok không ạ? Đấy. Không phải mẫu đâu, cứ gọi Bạn Thảo thôi, chứ mẫu gì đâu. Gọi là cây nhà lá vườn, Hoàn Dung cây nhà lá vườn. Đồ anh nghĩ là ông chủ Gumac, chủ của 40 showroom thời gian, cũng thương hiệu Gumac cũng nổi tiếng phết. Đứng live stream cái này đâu, không có. Đây, nhưng mà vấn đề là mình rất là tâm huyết với những cái sản phẩm của công ty của mình thiết kế ra. Đấy, nên là muốn đem lại cho khách hàng được những cái sản phẩm tốt nhất với giá cực kỳ ưu đãi nhất, nên là đấy là lý do mà mình muốn gửi gắm, muốn trao lại cái niềm tin để các chị có thể an tâm mua hàng online tại Gumac. Đến với Gumac là gì ạ? Xóa bỏ gì? Sợ hãi khi mua hàng online. Xóa bỏ nỗi sợ hãi khi mua hàng
online. Rồi, số điện thoại còn với 3810 để mua cái mẫu bàn thảo đang mặc ở đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Màu xanh mặc rất là tươi mát, rất là nổi bật. Mình có thể rủ bạn bè mình. Tới mua. Rủ anh em, bạn bè, họ hàng nè. Tới showroom của Gumac mua. Hoặc là đặt hàng tại cái live stream này. Hoặc đặt hàng trên website gumac.vn nha. Số điện thoại cộng với 3810. Ok không ạ? Quá tuyệt vời luôn. 54kg còn không? À có, đây rồi. Có chị này rất là, có một chị này, em sẽ ghi một comment lại đây này. Chị Ngô Thị Tình này, lắm mồm thế, một chị mặc áo dài luôn nhá, mặc áo dài rất là đẹp, có vẻ sang chảnh, em ghi lại đây cho các chị biết này. Lắm mồm thế này. Ok, pin rồi, pin comment luôn. Không hiểu những người họ phát ra được cái câu như thế, sao họ vẫn thấy thoải mái trong đời, sau cuộc đời vậy, như thế chán bất tận nhỉ. Hả? Người ta đang giới thiệu sản phẩm mà nói người ta lắm mồm thế, một câu comment, nói chung là đối với em ấy, tư cách cá nhân em ấy, những cái comment đấy là không có học thức, là những người không có học thức, trong khi ấy avatar cũng rất là thấy sáng sủa lắm, nhưng mà những comment đấy là loại block luôn, kể cả cho đặt hàng cũng không bao giờ bán, chắc chắn luôn, không phải là sang chảnh, không phải là chảnh, nhưng mà phù hợp hay không phù hợp thôi đấy, như thế. Nên là các chị cứ ok, còn các chị cứ thích thì để lại số điện thoại, tại vì đơn giản là ở đây là những sản phẩm này là Gumac thiết kế ha. Bạn mẫu là nhân viên của Gumac, bà Thảo đang bán hàng tại ngay showroom này luôn, showroom của mua Gumac 1038 Quang Trung nha. Còn chị nào thấy lắm mồm thì mời ra ngoài nha. Mời ra ngoài, không thì bị bờ lốc rồi hôm sau không xem được, hoặc là bảo Vân kiêu chảnh này nọ, ra ngoài hết nha. Chứ không nghĩ sao nghĩ người ta nói câu lắm mồm thế, vô duyên hết sức có thể. Ok rồi, em quay lại đây. Hạnh Nguyễn comment loại đó không có học thức, chấp gì anh Vân. Ok rồi, ok, cảm ơn mọi người. Rồi tiếp theo, thiết kế một sưu tập mới đúng không, đẹp quá, quá đẹp luôn đấy. Đầm xòe, sự chờ đợi bao lâu nay của các chị đây. Đầm tay lỡ ngọc trai, số 480.000, mã số này, để lại số điện thoại, mã số ngay này, mã số là 4811. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Đây có ngọc trai đính này, đầu tiên là gì ạ? Có đính ngọc trai này ở tay này. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là có tay này, thứ ba là gì ạ? Đồng xòe có túi nha, có túi luôn nha. Thứ tư là cái đai này mình tháo ra cũng được, em cứ tháo ra. Thử ra nó. Đấy, mình tháo ra cũng được luôn, mình thắt lại cũng được, mình tháo ra cũng được. Nhưng mà nếu mà thắt lại thì nhìn cũng dễ thương, còn chị nào không thích thắt thì thôi cũng được, không sao cả. Đấy nha. Số điện thoại cộng với 4811. Trời ơi, mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Chân váy sạng xòe, lại có túi, nó rất là tiện lợi cho nhà mình mặc đi. À, đi tiệc. Rồi, hơn 6.000 rồi xem rồi, tuyệt vời quá. Anh phải nói là không yêu thì đừng nói lời cay đắng hả? Ừ, đúng rồi đấy. Không thích xem thì là thấy lắm mồm thì mời ra ngoài được, làm gì nó phải vào comment thế cho mọi người họ chửi cho, đúng không? Không nên. Mình là người có học thức, tất cả các 99.9% các chị khách hàng của Gumac là những người rất là văn minh, rất là lịch sự, mua hàng cũng rất là lịch sự luôn, rất là thích luôn. Khi xem livestream cũng thế, nếu họ không thích thì họ nói không thích, mà nói ví dụ không thích đi thì nói một theo cái chiều hướng gì đấy, chứ đừng nói phát ra những cái câu vớ va vớ vẩn nhá. Số điện thoại cộng với 4811 để mua sản phẩm này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em quay về sau chị xem form dáng tí. Đấy, số điện thoại cộng với 4, chuẩn không các chị, form chuẩn nhá. Cái này thì rất thích hợp cho nhà mình mặc đi. À, đi tiệc thì rất là ok rồi, mà đi làm thì cũng sao ạ. Một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Số điện thoại cộng với 4811 nha, lưu ý ạ. Rồi, bao nhiêu ký mặc được vậy em? À, lại viết ra lại những câu hỏi này nhé này. Số điện thoại cộng với 4811 sẽ có người tư vấn là bao nhiêu ký mặc vừa. Từ 40 ký tới 60 ký sẽ mặc vừa nha. Có 5 size này, XS, SML và XL. Mẫu này là có giá gốc là 480.000. Mẫu này nằm trong bộ sưu tập tháng 4, ngày mai chính thức ra mắt. À, ngày mai chính thức ra mắt thì đang trong chương trình tri ân lớn nhất của Gumac từ trước đến nay, nên trong năm 2018, nên là sao ạ? Giảm đồng giá 200. Giảm đồng giá 200. 55.000 thôi. Màu này là màu đỏ đô nha các chị. À, màu này là màu đỏ đô, mặc lên rất là sang chảnh. Đấy, mặc lên cũng rất là tôn da, không bị chói nha. Số điện thoại của với 4811. Đấy, 4811 nha.
Ok. Thủy Phùng Goldman là hàng thiết kế nhà anh Vân rất đẹp. Và chất giá thì ok, cảm ơn nha. Mới mua hai cái rồi giờ thế này sao chịu nổi. Những comment rất là dễ thương. Toàn mẫu đẹp thôi em ơi. Sang chảnh quá. Ok, cảm ơn chị Nhiên Bùi nha. Thanh Hồng Hường có comment ông chủ đó rất hay. Vi Nguyễn comment nói duyên quá trời luôn. Giới thiệu sản phẩm nhiệt tình chút thôi mà. Không có sao đâu. Mẫu này cũng rất là trẻ trung nha. Mẫu này rất là trẻ trung, rất là dễ mặc. Các chị cứ để lại số điện thoại cộng với 4811 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000, 480.000 còn 255.000 nha. Lưu ý ạ, là mình có hỏi gì thì cứ để lại số câu hỏi cộng với số điện thoại thì có nhân viên sẽ giải đáp cho mình. Tại vì hiện tại trong livestream thì rất nhiều câu hỏi nên là không thể trả lời hết được tất cả mọi người. Nên là chào ạ, cứ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm để được ưu tiên mua hàng. Lưu ý ạ, là em sẽ dành cho những chị nào share cái video này trước sẽ được gọi trước, tư vấn trước ạ. Tại vì hiện tại đặt hàng lên là cả mấy chục ngàn đơn hàng, rất là nhiều. Các chị xem livestream mà biết rất là nhiều đơn hàng, nên là sao, cứ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm nha. Chị nào mà thấy cái livestream này nó còn rõ, chị nào mà muốn em livestream muốn giới thiệu tiếp nào, một mẫu cực hot luôn, thì để cho em mỗi người một chấm thôi ha. À, hãy chấm cho em một chấm đi ạ. Chấm một chấm cho em cái, ok ạ. Chấm cho một chấm cái em giới thiệu, ok ạ. Chị nào mà trong tất cả các chị đang xem livestream này có muốn là em giới thiệu tiếp một mẫu cực hot không ạ? Cực hot luôn, siêu hot, gọi là siêu hot luôn, thì để cho em một chấm nhé, cho em một chấm nha. Gọi là tương tác động viên ông Vân cái này nha. Thương Linh có comment ông Vân cứ sell thế này thì cháy túi hả? anh tới Phạm có comment ạ. À, sao anh nói hay vậy, nghe nói hoài mà không chán á. À? Ui giời, dễ thương đấy, trời, comment dễ thương. Em mới mua 3 cái rồi chứ vẫn thích thêm xem like của anh. Ok, cảm ơn Hà Thu, Đoàn Thu Hà nha. Rồi, để cho một chấm đi. Cho ông Vân, cho ông Vân nông dân này mỗi người một chấm. Đúng mọi người, sao là mọi người gọi tên là ông Vân nông dân ạ? À? Sao là Vân nông dân ạ? À? Nhưng mà được, tức là mình được trước chị khách hàng Gumac đặt cho cái tên là Vân nông dân. Tại sao? Cho hai chấm luôn. Dễ thương mà, Vi Khanh gọi cho hai chấm luôn. Nga Quỳnh comment chưa có ông chủ nào lại nói chuyện vừa duyên lại dễ nghe như ông chủ nhà Gu mà lại có một người nói không hay nhỉ. Em mới mua xong một bộ giờ lại sale, phải làm sao đây, thì mua tiếp đi. Không sao đâu, lâu lâu có comment thế gọi là thay đổi cho nó, kiểu thay đổi tình hình gì thôi, bình thường. Rồi, Thu Hương có comment ông Vân nói hay muốn nghe mãi, trời dễ thương, người yêu dễ thương cho khách hàng của Gumac ai dễ thương hết, trời ơi. Ở đâu lâu lọt vào bà thôi, lâu lâu mấy nghìn bà mới lọt bà, nên là thôi bỏ qua toàn là chị dễ thương thôi. Rồi, mẫu này là số điện thoại cộng với 4811. Rồi, ok, cảm ơn bạn Yến, thay bộ khác nha. Rồi, rồi vào đi bạn Thảo. Đấy, mẫu này. Rồi, tiếp theo là một mẫu siêu phẩm rất là đẹp nha. Đấy, quá đẹp luôn, chấm bi màu đen. Đặc biệt là cái tay này rất là đẹp này. Đấy, tay bèo, à, tay gì, tay loe. Mã là 3804, 480.000 còn 255.000. Mẫu này là 3804 nhé cả nhà. 3804, 480.000 còn 255.000. Rồi, mẫu này là còn số lượng còn rất ít nên là phải ưu tiên. Nhưng Gumac sẽ ưu tiên cho những chị nào comment nhanh nhất. Nhanh nhất nào hãy comment nào. Số điện thoại cộng với 3804 như các chị nhìn thấy ạ. Lên. Điểm nhấn là gì ạ? Đây, loe rất là đẹp đúng không? Đây, tay loe này. À, tay cũng phải đây loe, à tay loe hai lớp. Hai, gọi là hai lớp. Hai tầng. Cái tăng à, hai tầng. Rất là dễ thương. Đấy. Có túi nữa rất là tiện lợi. Mẫu này mặc đi tiệc hay đi công sở rất là đẹp, đặc biệt là đi tiệc các chị. Trời, cực kỳ đổi bật luôn. Chấm bi đang là loạt trend, là hot trend, đang là xu hướng hiện tại. Nhớ, mẫu này có 5 size. XS này, S, ML và XL dành cho những ý tứ bao nhiêu ký nào? 40kg đến 60kg. À, chính xác rồi, từ 40kg tới 60kg sẽ mặc vừa nha. Đấy, có 5 size. Nên là hãy tận dụng cơ hội này. Đây là cơ hội từ Tết bây giờ, à, từ ra Tết bây giờ Gumac mới sell up đấy nha. Nên là hãy nhanh tay để lại số điện thoại cộng với 3804 để mua mẫu này với giá chỉ còn 255.000, 480.000 còn 255.000 thôi ạ. Đấy, rất là đẹp đúng không? Có túi rất là thiện lợi luôn. Chân váy dạng gì? Xòe đúng không? Dùng cũng xòe.
Đấy, rất là dễ mà. Em có thể quay phía sau cho chị xem. Đây phía sau nhá chị. Rất là chuẩn chỉnh đúng không? Số điện thoại cộng với 3804 để mua. Mua mẫu này với giá chỉ còn 255.000. Tớ nghĩ sao một cái đầm thiết kế 255.000. Bản thảo cao bao nhiêu? Bản thảo cao 1m58, nặng 45kg nha. Bao nhiêu ký mặc vừa? Vừa mới nói dứt mồm xong. Từ 40kg tới 60kg mặc vừa nha. Ok không ạ? Đấy, vừa mới nói dứt mồm xong. Rồi. Ok. Các chị cứ để lại số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho nhà mình. Ok ha. Sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn. Ngày mai các bạn sẽ tăng ca gọi lại tư vấn cho cả nhà. Lưu ý số điện thoại các chị phải ghi liền lại nha. Số điện thoại là đừng có ghi ví dụ như 0905 97 rồi tự nhiên cách ra nữa là hệ thống sẽ không hiểu. Rồi cộng với 3804. Thủy Phương comment mới mua 4 cái rồi giờ tiếp cháy túi luôn. Cảm ơn nha. Tuyết My comment em chào anh Vân đẹp trai ạ. À? Ok chào em. Nha, số điện thoại cộng với 3804 để mua sản phẩm này với giá. Thu Hương comment là nay nhận được dép nhà Gu rồi, vừa ưng ý luôn. Cảm ơn Thu Hương nha. Hoa Giấy comment em mới đặt mẫu này bên Gian, em ủng hộ anh và cả chi nhánh của Gu. Ok, đặt ở đâu cũng được. Nói chung là trên hệ thống 40 cửa hàng của Gu Mark đặt ở đâu cũng được. Ok, gần tiện chỗ nào thì đặt chỗ đấy nha. Số điện thoại cộng với 3804 nha. Chạy ra sớm đi. Chạy ra sớm nhớ nha, ngày mai bắt đầu chương trình sale đấy. Ngày mai bắt đầu là ngày đầu tiên của chương trình sale up. Lớn nhất của cô bác trong năm 2018 nha. Đồng giá 255.000 nha. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không? Số điện thoại còn mới 3804. Trời cả nhà ơi, xe lại cho mỗi người một lượt đi ạ. Xe lại để em gọi tên tặng đầm. Để anh tặng đầm cái đầm ren này đi nha. Yến chờ anh chút nha. Để anh tặng cái đầm ren này. Rồi, cả nhà ai đã xe lại comment là xe lại cho em ạ. Đầu tiên là người đầu tiên nào sẽ tặng cho người đầu tiên này. Comment là đã xe lại nào. Xe lại về tường cá nhân nhá. Đã xe lại về tường cá nhân nào. À, lượt xem bị giảm rồi nên là phải xe để vào. Thứ nhất đấy, nó có hai tác dụng. Thứ nhất là mình có cơ hội để nhận khi mà xe live stream của ông Vân ấy, thì là đầu tiên ấy là có cơ hội để nhận quà. Thứ hai là gì ạ? Xe để ủng hộ cho ông Vân. Thứ ba nữa là một điều hết sức tuyệt vời nữa là xe để mà để bạn bè mình có thể biết, hoặc là người thân của mình có thể biết để mà sao ạ? Để vào mua được những sản phẩm giá rất là cực kỳ ưu đãi của Gu Mark nha. Ai là người xe lại ạ? Mẫu chị Yến vừa mặc bao nhiêu anh Vân ơi? Em có thể tí nữa tắt live stream để em xem lại nha, tại vì anh không nhớ mã nữa. Lo ngắm anh chủ đẹp trai nên nghe xong quên mất tiêu hả? Rồi xe lại đi ạ. Rồi ok, bạn Yến vào đây để anh giới thiệu luôn. Rồi. Rồi tiếp theo một yếu rất là dễ thương, đầm trên đầm ren luôn. Mã là gì đây? Mã là 12719, 480.000. Nhưng mà vẫn còn 255.000, 12719 nha. 12719, 255.000, 408, còn 255.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy, điểm nhấn là gì ạ? Đằng trên được phối ren này, có túi này. Thứ hai là gì ạ? Không có túi. À không, nhầm. Phối nơ, cực kỳ dễ thương, phối nơ cực kỳ dễ thương. Rồi em chém vài câu giúp anh khan cổ rồi. Rồi, báo em đang mặc có mã số là 12719. Thì trong chương trình xem này bên em ưu đãi chỉ còn 255.000. Sản phẩm này là có phối ren nha các chị. Chất ren này là chất ren cao cấp, cho nên là các chị mặc yên tâm, mặc rất là có chất lượng, mà mặc mình giặt không có sợ bị co giãn sản phẩm nha các chị nha. Rất là đẹp ạ. Rồi em quay phía sau chị xem nào. Phía sau nha các chị, form rất là ôm gọn, rất là đẹp nha. Số điện thoại cùng với 12719. 12719 để mua sản phẩm này với giá 255.000 rồi. Ôi yêu cái này quá. Quay sau đi Yến, quay sau rồi. Rồi ok. Đấy. Cái này quá yêu luôn còn gì nữa, quá yêu luôn. Có tay này, rất thích hợp cho nhà mình mặc đi làm cũng ok, mà đi tiệc cũng rất là ok. Form body cực chuẩn luôn. Số điện thoại cộng với 12719 nha. Để mua mẫu này với giá chỉ còn 255.000 thôi, chỉ 255.000. Minh Hiền có comment mẫu này mình mua rồi đẹp lắm. Ok, cảm ơn Minh Hiền. Rồi 12719 nha. 12719. Rồi. Quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi. Quá đẹp luôn. Số điện thoại còn mới 12719 để mua cái đầm này với giá chỉ còn 255.000 thôi. Quá đẹp luôn. Rồi. Minh Hiền comment là mình đã mua rồi, mặc rất đẹp, tôn dáng. Ok, cảm ơn Minh Hiền nha.
Phan Thị Thanh Thủy comment là cho một đầm 12719 nhưng mà thiếu số điện thoại bỏ qua. Chị comment đúng cú pháp giúp em là số điện thoại cộng với 12719 á thì sẽ được ưu tiên. Còn lại là cứ nói không không. Mẫu bạn Yến cao 1m52, nặng 44kg nha, mẫu. Bạn Yến nha, đây là bạn Yến làm bộ phận chăm sóc khách hàng của Gumac. Còn bạn hồi nãy là bạn Thảo làm bộ phận bán hàng của Gumac. Lưu ý, đây toàn bộ là nhân viên của bác hết, không cần thuê mẫu nhé. Lùn thì cũng mặc, mà cao cũng mặc, ok hết, không quan trọng. Tại vì đâu phải mình, đâu phải là người thường, đâu phải là người mẫu đâu, nên là sản phẩm Gumac rất là có tính ứng dụng cao và mọi người đều dễ mặc. Rồi ok, cảm ơn bạn Yến. Xin mời bạn Thảo, một mẫu cực kỳ dễ thương, sắp tới đây rồi. Nhanh nào, mẫu này mà không yêu nữa thì thôi, không yêu thì đừng nói lời. Không yêu mẫu này thì đừng nói lời gì ạ. Cay đắng với ông Vân, thật sự luôn. Không yêu nữa thì thôi. Đấy, này, mẫu này mà không, quá đẹp luôn. Trời, không biết dùng từ gì mô tả nữa. Đấy, đầu tiên ấy là có cái nơ ở cổ này, rất là dễ sinh này. Thứ hai là gì ạ? Chân váy đằng dưới được giống như kiểu dạng này, đuôi cá, dạng gần đuôi cá, rất là gọi là như chị nào thích phong cách gì ạ? Phong cách dễ thương. Chị nào thích phong cách dễ thương thì đây sự lựa chọn hết sức tuyệt vời, có tay nha. Đầm ren, lưu ý đây đầm ren nha. À quên, từ nãy giờ mải nói mà quên đọc mã. Vỡ mồm thật. Quên, tại vì nó đẹp quá. Chết chờ. Mã là 4814, 480.000, còn 255.000. Mã là 4814 nha. Đầm ren nhún phối đai đen. Phối đen, à, rồi. Mã là 4814, 480.000, còn 255. Nghĩ sao cái đầm thiết kế này 255.000 trời. Đúng không? Quá đẹp luôn. Rồi, 4814 nha. Rồi, ok. Đấy, số điện thoại còn với 4814 sẽ được ưu tiên nha. Gumac sẽ ưu tiên cho những chị nào comment nhanh nhất, sớm nhất. Số điện thoại còn mới 4814, em quay phía sau chị xem nào. Rồi đây phía sau nhé chị, form rất là chuẩn rồi, Gumac này form rất là chuẩn rồi. Mẫu này thì mình có thể mặc đi tiệc rất là ok rồi. Đi tiệc này không phải bàn rồi, ren là cực kỳ sang chảnh. Ren có hai màu trắng và màu đen là hai màu cơ bản và sang trọng nhất. Rồi thứ hai là gì ạ? Mẫu này mình đi làm cũng ok, chúng nó phòng cũng ok, có tay này rất là son gọn, rất là đẹp. Số điện thoại còn mới 127 nhầm 4814. Nhớ mồm, sorry các chị nha, thả tim để mà động viên coi, nhớ mồm tại vì đẹp quá. Mẫu này sốc kỳ ta, mình tự nhiên khi mà Thảo mặc mẫu này giống như mình say mẫu này luôn cơ. Số điện thoại còn mới 14 đúng không, nhớ được ta. Số điện thoại còn mới 4814 nha. Số điện thoại có 5 size XS, SML và XL dành cho những chị từ 40kg tới 60kg sẽ mặc vừa nha. Ok các bạn, rất là đẹp luôn đúng không? Quá đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 4814 nha. Đấy. Em nói gì đi Thảo? Không biết nói gì à? Lần đấy các chị ơi hãy để lại số điện thoại mua mẫu này đi. Mẫu này em thấy mặc dễ thương lắm. Đấy. Mẫu này là mặc là mình trẻ ra 10 tuổi luôn nha các chị nha. Đấy, theo như bạn Thảo là bạn Thảo bảo là mẫu này mặc trẻ ra 10 tuổi luôn. Đấy. À màu ní là bạn nào ý là màu ní ấy. Màu ní mà bạn Thảo này mặc mẫu là trẻ ra 10 tuổi. Ví dụ như chị mẫu 38 là con có 28, có khi con 18. Nó không biết được mẫu bao lần. Đó, anh bạn hàng duyên quá, cảm ơn nướng đắng nha. Số điện thoại cộng với 4814 để mua mẫu này với giá 255.000. Chết cha rồi, khan cổ rồi. Cả nhà ủng hộ, cả nhà share lại ủng hộ đi. Khan cổ mất rồi. Hôm qua đi uống rượu vang thì nó say SML luôn. May mà hôm nay vẫn tỉnh để live stream đấy. Rồi. Số điện thoại còn với rồi, 4814 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255, 480.000 còn 255.000. Có màu chín rồi em hả? Có một màu thôi, một màu trắng đấy. Một màu, màu đi, một màu. Số điện thoại còn với 4814 nha. Ai mà mua bồ ní tiếc, nói thật luôn. Hết hàng nó kéo nữa. Em ấy bán rồi, 6 bán cho chị với. Không có mà, họ mua hết thì có một con nữa. Mà mua. Rồi, ok. Rồi nha, cảm ơn bạn Thảo. Xin mời bạn Yến nào. Bạn Yến vào tự biên bộ này cho anh ấy. Anh bị ăn cổ rồi. Rồi, xin chào. Xin chào các chị. Cái mẫu mà em đang mặc có mã số là
3836 nhé. Đây là một mẫu màu hồng phấn. Trong chương trình ưu đãi này bên em cũng đồng giá cho các chị là chỉ còn 255.000. Thì có size từ XS, S, M, L và XL cho các chị từ 40kg đến 60kg mặc vừa nha. Chị nào quan tâm muốn đặt mẫu này thì vui lòng để lại số điện thoại cộng với mã số sản phẩm là 3836 nha. Cái sản phẩm này có họa tiết là có phối phụ kiện nè các chị. Rồi, hoa được kết rất là tinh tế nha các chị nha. Bên trong hoa còn có thêm các hàng ngọc trai, đính các hàng ngọc trai này các chị. Rất là dễ thương nha. Cổ chữ V, cái sản phẩm này cổ có nút, cho nên là các chị có thể phối nút để tạo thành một cổ như thế này nha các chị nha. Rồi, các chị mẫu này em xin nhắc lại mã số là 3836, đang được ưu đãi chỉ còn 255.000 thôi nha các chị nha. Một sản phẩm đầm xòe có túi nha các chị. Rồi, em quay phía sau lưng nha. Rất là đẹp ạ, đằng sau form rất là chuẩn ạ, quá chuẩn nó đúng không? Đấy, quá chuẩn luôn. Số điện thoại cộng với 3836 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 480.000, còn 255.000 thôi. Có nha các chị, ghé 40 cửa hàng Vumac để ủng hộ cho Vumac nha. Cứ ghé các showroom nào cũng được, mình tiện gần showroom nào thì mình ghé showroom mua được tiện hơn cũng được. Còn không có showroom thì cứ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm. Ví dụ mẫu này là mã sản phẩm, số điện thoại cộng với 3836 để mua mẫu này với giá chỉ còn 255.000 thôi. Rất là đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Có bông hoa cực kỳ rất là dễ thương nha. Mẫu này mình mặc có túi luôn. Mình mặc đi tiệc hay đi làm đều rất là ok ha. Rất là đẹp luôn. Cổ này là cổ cơ bản. Cổ basic. Đấy. Số điện thoại cộng với 3836 480 còn 255.000. Ừ. Mẫu này nói cho chi mố mà không để lại số điện thoại nó múa mẫu này tiếng đứt rọt. Tiếng đứt rọt luôn. Số điện thoại cộng, để lại số điện thoại cộng với 3836 hả? À rồi ok. Quá đẹp luôn, cảm ơn bạn. Bạn Yến quay về sau chưa? Rồi, phía sau form cực kỳ chuẩn nha. Rồi, cảm ơn bạn Yến. Chị muốn không để lại số điện thoại là tiếng đứa rọt nhá. Muốn ủng hộ của mạc không? Rồi. Có nha, vừa mới đọc xong mồm xong rồi. Qua cửa hàng mua được. Qua cửa hàng mua sẽ được sao? Sẽ vẫn như thế. Áp dụng cả online và các cửa hàng nha, hệ thống của Vumac, 40 cửa hàng Vumac trên toàn quốc. Ok không ạ? Hãy nhanh chân. Một là nhanh chân tới các showroom của Vumac vào ngày mai. Hai là gì ạ? Nhanh tay để lại số điện thoại. Cộng với gì ạ? Mã sản phẩm. Enter. Búp. Xong. Ngày mai có các bạn nhân viên gọi lại tư vấn nha. Rồi, tiếp theo, mẫu tiếp theo nào. Rồi. Đây nha, tiếp theo một mẫu cực kỳ dễ thương luôn. Đấy. Hồi nãy chị một bạn nói là không có mẫu body ở đây thì đều body đây. Mã là mẫu là gì? 3808. À đây cũng là một mẫu mới. 3808 đầu tiên là có cái gì ạ? Cái đính phụ kiện rất là đẹp này, một cái nơ. Cái nơ là nơ rời nhá, mình có thể là gỡ ra cũng được rồi, ok không cần gỡ đâu. Rồi khỏi gỡ đi. Rồi. Mẫu này là 38 gì? 08 à? 3808. 3808 đúng không? Rồi, số điện thoại còn 3808, 480.000 còn 255.000 thôi. Trời ơi, còn chỉ có 250.000 thôi. Ai mà không để lại số điện thoại là chết nhất chuột ấy. Thật nhuột ấy. Không để lại số điện thoại mua muốn đi là tiếc nhất chuột luôn. Đó, nhìn màu tím cực kỳ dễ thương. Màu tím mông mớ. Tím là màu của sự gì? Thủy chúng à? Lãng mạn chứ. Tím thủy chúng lãng mạn. Đó. Lãng mạn ấy. Rồi, mẫu này là số điện thoại cộng với 3808 à? 3808 để mua sản phẩm này với giá 255.000. Rồi quay về sau cho các chị xem nào. Đây phía sau nhá chị. Form rất là ôm gọn, rất là đẹp nha. Khỏi phải bàn thôi. Có 5 size XS, S, M, L và XL nhá. Nên đây để là số điện thoại cộng với 3808. Hôm nay đầu sau cũng bã đậu, sao nhiều người xem quá, sao bối rối, sao toàn nhớ quên mã sản phẩm thôi. Nha, các chị nhanh tay để số điện thoại cộng lên mà màu đi mà. Không ai mà không mua được là tiếng đứt rọt đó nè. Phải lên thì em cho sáng sáng sủa thì cho hơi tủi. À, để camera ăn xa thì. À, rồi, rửa. Được. Sáng đấy chứ, các chị thấy sáng đâu phải không ạ? Được này. Nhưng mà về sáng đi sáng, nhưng mà túi chứ mà vẫn phải cứ để lại số điện thoại con mới mua màu đi nhá. Số điện thoại con với 38 không
08 à rồi. À rồi còn có một thông báo nữa, không thông báo nhỏ nhỏ nữa thì hiện tại là bên bên em đang tìm mặt bằng ở các thành phố lớn từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau. Ví dụ mỗi tỉnh có một thành phố lớn ấy, tỉnh nào có rồi thì thôi không tìm nữa, để mở showroom Gumac. Thì chị nào mà ở các thành phố lớn ấy thì giới thiệu cho em sẽ trả một mặt bằng là từ 10 đến 20 triệu tùy vào mặt bằng nào ok thì trả 20 triệu, mặt bằng nào hơi ok phát thì là được 10 triệu nhá. Cứ phải khi mà có mặt bằng nào thì cứ gửi email cho mình là vào lethanhvân48a@gmail.com hoặc là sao ạ, hoặc là Facebook Lê Thành Vân, cả nhà search Facebook tên Lê Thành Vân là ra đấy, Facebook và có 32.000 follow ấy. Đấy nhá, là Facebook đấy. Rồi đấy là thông báo lên, một phút dành cho quảng cáo, chưa hết một phút đâu. Rồi ok, cảm ơn bạn Vạn Thảo. Rồi tiếp theo, ok này vẫn này đúng không. Rồi tiếp theo, ui dồi dễ thương đấy, cực kỳ nổi, con mẹ nó bật cơ mờ nó bật nhầm màu này mặc lên rất là sáng da, màu này mặc lên cực kỳ sáng da luôn nha. Đấy, màu vàng chanh, mã là 3825, giá bao nhiêu? 458 còn bao nhiêu? 255.000 luôn á. Ui trời, sao cái này chương trình này là em không duyệt đâu, tại vì em bận công tác đi Hà Nội vừa mới về nên là đâm ra là cho các bạn nhân viên duyệt vào, mày cứ chọn mẫu nào đẹp nhất thì cứ đưa cái xeo 255.000 cho ta, cho anh thôi, nói thế vui thế thôi. Đấy, mẫu này là số điện thoại cộng với 3825. Ôi trời ơi, mẫu này có 255.000, trời ơi. Em lên gần cho chị xem những cái phụ kiện, những cái gọi là cái đính gì đấy. À, sản phẩm này mặc đầm đính phụ kiện nha. Có các phụ kiện rất là đẹp này. Chân váy dạng xòe nha, có túi luôn. Dạ. Đấy, ngoài ra có đây có túi không? Cái này có phải túi không? Túi này là túi giả. À, hai túi giả. Tạo điểm nhấn cho chiếc đầm cho nó xinh nha các chị. Đấy, xinh hơn, đấy dễ thương không? Trời ơi, một bên túi này bên phải này thì đựng, bên phải đúng rồi, đựng một cọc tiền, bên trái đựng một điện thoại iPhone X, nữa là đi chơi thoải mái luôn nhá. Rồi, số điện thoại cộng với 3825. Em quay về sau chị xem phát. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Nhanh tay để lại số điện thoại sẽ được ưu tiên. Ai để lại thoại trước, ưu tiên trước. Ai sau thì phải chấp nhận là có thể hết hàng nha. Số điện thoại cộng với, nhưng mà khi mà hết hàng thì đừng có trách ông Vân nhé, tại vì là để lấy số điện thoại sau ấy, bảo ô sao ông này sao bán hàng sao bảo hết hàng rồi, thì cái đấy là gì? Tại vì là sao ạ? Tại vì thì giờ người ta mua hết rồi, đặt để số điện sau thì mua hết rồi thì sao? Quá đẹp luôn đúng không? Mẫu này cực mặc lên cực kỳ sang, đi tiệc cũng được, đi làm cũng được, đặc biệt là màu này, màu vàng chanh này mặc lên cực kỳ sang luôn, cực sang chảnh luôn, dễ thương. Rồi số điện thoại cộng với 3825, lưu ý có 5 size XS, SML và XL dành cho những chị từ 40kg tới. À, tới 60kg sẽ mặc vừa nha. Ui dồi ôi, ship số điện thoại ra như con nguyên luôn. Ui dồi, đã thế. Ui dồi, có người còn đã mua hàng lần thứ mấy biết size của mình rồi cả. Trương Thị Tuyết Trinh ơi, comment cách ra cái Nha Trang chưa có showroom nha. Số điện thoại cộng với 3825 để mua màu ní với giá con có 255.000, quá rẻ đúng không? Không mua, ai mà không mua chi mố mà ở miền Trung này không mua, tiếng đứt rọt luôn. Mà nói đi, nhiều chị cứ tưởng nói ở Campuchia về nói tiếng Lao thì Campuchia chỉ trả luôn. Rồi, số điện thoại cộng với, ví dụ như Trương Hồng Vân comment sai này 0909, rồi cách ra là 937, rồi cách ra nữa 377. Thế là những số này như thế là hệ thống sẽ không hiểu và không được ưu tiên, nên chị comment lại giúp em. Chị Trương Hồng Vân này, comment là số điện thoại ghi liền vào, đừng có cách ra gì hết. Số đẹp với số xấu thì đâu quan trọng, nó lên hệ thống nó sẽ nhận diện được hết, còn chị ghi vậy là không được. Anh vẫn ở đâu nghe dòng dễ thương quá à? Mình nghe là đoán nó biết mố đó chứ nữa. Đã bảo từ hàng từ 40kg tới 60kg nha. Chị nào từ khoảng 40kg tới 60kg thì hãy để lại số điện thoại để mua sản phẩm này ha. À, tất cả các sản phẩm của Mark thì thường là từ 40kg tới 60kg sẽ mặc vừa. Ok không ạ? À, anh nói hay quá ha. Thích anh like hả? Cảm ơn. Linh Bình chưa có cả. Nguyệt Lê comment, trời ơi cái mũ hồng muôn mua. Số điện thoại có 3825 nha, quá đẹp luôn, mẫu này quá cực kỳ sang luôn, cực kỳ mặc lên rất cực kỳ sáng da nha. Chị nào mà hơi da ngăm ngăm tí thì mặc lên gọi là gì? Nhìn trắng ngay, ngon lành cành đào ngay. Đấy.
số điện thoại cộng với 3825 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000, 480.000 còn 255.000 mà thôi ạ. Nhanh tay nha, nếu mà chị chậm tay mà hết ấy thì rất là tiếc, tại mẫu này mình có thể mặc đi tiệc cũng được. À, mình nhận đi làm thì cũng rất là ok đúng không ạ? Trời không mua tiếc luôn, thật sự luôn. Mẫu này mà không mua rất là tiếc, rất là đẹp luôn. Không nghĩ là mẫu này là đem đi sale. Rồi, cảm ơn bạn Yến. Xin mời bạn Sảo. Rồi. Tiếp theo là mẫu này, một mẫu cực kỳ cũng dễ thương nữa. Đầm 127 26, 480.000 đầm viền pyjama. 127 26 nha cả nhà. 480.000 còn 255.000, quá đẹp luôn. Form dáng dài rất là đẹp. Số điện thoại cộng với 127 26 đúng. Dạ, 127 26. 127 26 nha cả nhà. Số điện thoại cộng với 127 26. Màu này là màu xám xám xanh xanh ấy nhỉ. Ở ngoài nó khác hơn một chút đó chị nhá. Ở ngoài nó xanh xanh hơn một chút chứ không phải như trong hình đâu. Trong hình nó bị hơi lệch màu một chút ấy. Thì chia sẻ thế cho các chị hiểu. Nếu mà các chị muốn thật màu thì lên website gomac.vn xem nhé. Màu nó còn phụ thuộc vào điện thoại nữa. Ví dụ như em xài iPhone thì có thể màu nó khác một chút mà chị xài Android đấy. Hoặc là mấy cái dạng Oppo gì đấy. Thì thôi đấy. Số điện thoại cộng với 127 26, 200 408, còn 255.000. Quá đẹp, mẫu này rất là tiện lợi cho mình. À, đi tiệc hoặc đi công sở cũng rất là, cổ rất là dễ thương này. Đấy, cổ trụ nha, không có cốc đính này rất là đẹp. Nói chung là cổ rất là thoải mái, em lên gần cho chị xem cái cổ. Đấy. Có đính các ba cái cúc ở trước nữa. Rất là đẹp nha. Thì chị nào đi dạy cũng mặc cũng rất đẹp. Đấy, chị nào mà đi dạy có chị nào mà giáo viên ấy, đi làm hoặc đi làm văn phòng cũng được, hoặc đi dạy mặc rất là dễ thương, cực kỳ rất là đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 127 26 luôn. 127 26. Đúng không ta? 127 26. Rồi. Số điện thoại cộng với 127 26 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000. Mẫu này thì rất thích hợp cho nhà mình mặc đi tiệc cũng được. Các chị có thể thấy ạ. Còn đi làm công sở đi dạy thì quá đẹp, quá đỉnh. Đỉnh. Cơ mờ là đỉnh luôn. Nha. Jun Siok có comment là cái nào cũng đẹp, mua giờ mua biết mua làm sao đây, thì mua hết đi em. Mua 4 bộ được. Ố. Thề luôn, không phải nói điêu câu nào, hôm nay rất rất nhiều chị mua 4 5 bộ luôn. Bỏ đặt hàng online ấy. Còn đến cửa hàng thì khỏi phải bàn rồi. Nha. Mẫu này có một màu này thôi nha. Số điện thoại cộng với. Cho chị xem mẫu vàng vừa lẫy. Không, chị Mỹ Tâm, chị có thể xem lại livestream nha. Chứ em không có xem cho xem lại, ai xem lại cái gì hết nha. Chị thông cảm. Cái gì nó rõ ràng là cái đấy cho nó dễ. Chị không thích em thì cũng được, không sao. Nhưng mà cũng phải rõ ràng như giờ các bạn mặc thay bộ hết rồi nha. Cứ các chị cứ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm là ok, đúng không? Phải công nhận là hàng gu toàn đẹp lắm, đoàn Mỹ, cảm ơn đoàn Mỹ. Rồi. Số điện thoại cộng với 127 26. Rồi, 127 26 nha. Rồi, ok, để mua sản phẩm này với giá 255.000 rồi, cảm ơn bạn Yến. À, bạn Thảo. Nhầm Xảo với Yến. Tại bạn nào cũng dễ xước. Đấy, tiếp theo một mẫu cực kỳ đẹp luôn. Mã gì đây? 1805, 480.000. Đây là một mẫu hot của Gumac. 1805, 480.000, nay còn 255.000 mà thôi, quá đẹp luôn. Thấy ạ, các chị có thể nhìn thấy ạ. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đầu tiên là có cái nơ. Nếu chị nào không thắt cái nơ này cũng được, có thể rời ra. À, cái gì, cái này không phải nơ mà đai, đai. Đây này, đai rời nha các chị. Cái sọc ấy, khối sọc này thì tạo cho mình sao, cảm giác sao? Nhìn nó gọn người nhỏ. Đúng rồi, nhỏ nhắn xinh xắn hơn, đúng không? Số điện thoại cầu mới 05 480.000 còn 255.000. Em quay phía sau chị xem phát này. Đấy, chuẩn chỉnh không? Quá đẹp rồi đúng không? Số điện thoại cầu mới 1805 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000. Ai mà không mua bộ này tiếc lắm này. Bộ này rất thích hợp cho trốn văn phòng này. Chị nào văn phòng cũng được mà đi tiệc cũng ok đấy. Đấy, đặc biệt là trốn văn phòng mà không mua mẫu này thì tiếc lắm luôn, thật sự luôn. Ui, đặt hàng nhiều thế. Cửa hàng ở đâu em ạ? À? Cửa hàng em có 40 cửa hàng trên toàn quốc chị ạ. Nên là chị tham khảo giúp em, giờ em đọc hết cửa hàng, đọc cửa hàng ra là, với lại thứ nhất là không nhớ, thứ hai là đọc ra thì tốn thời gian lắm. Nên chị lên website gumac.vn xem nha.
Huyền Lê có comment, trời ơi tôi hơn mua hơn 10 bộ rồi. Trời ơi, ok, cảm ơn Huyền Lê rất nhiều nha. Số điện thoại còn với 1805 nha. Con này là 1805 chứ không phải 4805 đâu, 1805. Đấy, mẫu này chỉ nào mà trốn công sở thì quá cực kỳ cơ mơ nơi chảnh luôn. Đấy nha. Lưu ý ạ, cả nhà có muốn em sell tiếp không? Em sell tiếp thì sell lại giúp em cái nha, sell lại cho em mỗi người lượt đi. Để em còn sell tiếp lấy đủ lực tinh thần những lượt xem mà nó giảm buồn miên man này, mất cảm xúc, chút cảm xúc nên nó treo, nó định treo nhẹ tay này nha. Số điện thoại còn với 1805 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000, quá đẹp, quá rẻ luôn, 480.000 còn 255.000 thôi. Không mua thì sao? Không mua thì sao vậy? Tiếc đứt rồi. Không mua, không mua tiếc đứt rọt. Quế nhà anh mà nói là không muốn là tiếng đứt trọt. Đứt trọt nhưng mà nhiều người cũng đồ không biết. Ví dụ như bên khá khó không hiểu, không biết. Không mua tiếng đứt trọt thật đó. Chỉ muốn mua được màu này là tiếng đứt trọt luôn. Nà, số điện thoại còn với 1805. Chị HTKTK HKT có comment là ông chủ bán hàng duyên quá. Ok, cảm ơn. Số điện thoại còn 1805 nha. Rồi, bạn Điện Văn Thảo mà không giờ rồi. Ok, cảm ơn bạn Chào. À, bạn Văn Yến, sau cái chết cứ nhầm. Ôi, đấy, cực mẫu này cực kỳ sang, mẫu này đẹp thế. Đấy, mẫu này cực đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, mẫu này cực đẹp luôn. Lên tí đi em. Đấy, màu xám, cực kỳ nổi bật, điểm nhấn là đây gì ạ? À, mẫu này đi tiệc hay đi làm đều rất ok nha. Đấy, có cái phụ kiện rất là đẹp này. Thứ hai là gì ạ? Tay dài cũng được, sắn lên kiểu kia cũng được. Nói chung là cổ tim. Cổ tim thì sao các chị? Cổ tim làm sao ta? À, theo ý của bạn Thảo là theo cái sự chia sẻ của bạn Thảo là bạn Thảo có ý kiến là cổ tim ý thì sao? Làm cho mình sang chảnh, gợi cảm hơn. Đúng rồi. Mã là gì đấy? Quên để đọc mã. 1848. Mã là 1848 nha. Quá đẹp luôn. 480.000 còn 255.000 thôi. 480.000 còn 255.000. Số điện thoại còn mới 1848 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000, quá đẹp luôn. Em quay về sau chị xem không? Phía sau nhá chị. Form rất chuẩn luôn ạ. Ôm gọn cực kỳ chuẩn luôn. Số điện thoại còn với 1848 để mua sản phẩm này với giá 255.000, rất là đẹp nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Khỏi bàn, điểm nhấn này có thể che được vòng bụng này. Thứ hai là tạo cái vòng eo mình cảm giác nó thon gọn hơn. Thứ ba là tạo có những cái điểm nhấn một cái đầm nó không bị nhàm chán, đúng không? Cái đầm body rất là đẹp. Số điện thoại cộng với 1848 nha. Không mua tiếp đứt ruột đấy. Hoàng Huyền có hả? Hoàng Huyền có comment là Thảo mặc bộ này đẹp quá, cảm ơn Hoàng Huyền nha. Quá đẹp luôn, dễ thương luôn đúng không? Cực kỳ dễ thương. Số điện thoại cộng với 1848 nha. Rồi, nhanh tay lên, mẫu này là còn rất là ít đấy. Mẫu này rất ít nên là các chị hôm nào mà kết em ấy thì để lại số điện thoại ngay đi ạ. Số điện thoại còn với 1848 nha. Để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000. Chỉ 255.000, 480.000 còn 255.000, quá đẹp luôn. Ui trời, nhiều người đặt thế. Cái đầm màu đen vừa nãy bán cho mình nhé, số điện thoại. Chịu, không biết. Phải có mã sản phẩm chứ, đã bảo rồi mà. Số điện thoại có mấy mã sản phẩm chứ, vô cái đầm đen vừa nãy biết đầm đen nào, từ nãy giờ like mấy cái đầm đen rồi ai biết mã nào. Không có mã đâu, sản phẩm là em không ưu tiên được, nên rất mong chị thông cảm cho em là không bán cho chị được, rất mong chị thông cảm. Chị cứ thích bộ nào cứ để lại mã sản phẩm, em đọc mã sản phẩm. Ví dụ mã này là 1848. Đấy. Đấy. Còn mẫu khác không? Còn chứ. Thả tim đi, xe đi sell mẫu khác. Bao nhiêu ký mặc vừa? Từ 40 ký tới 60 ký mặc vừa, có 5 size nhá. XS, XML và XL, từ 40 ký tới 60 ký size mặc vừa, ok không ạ? À, rồi, rất nhiều người comment, rất nhiều. Thật nhiên các chị, nếu mà các chị xem live, đang xem live cho em một chấm cái, chấm cho em cái đấy. Comment chấm nhá, comment cho em cái chữ chấm ấy, dấu chấm một. Cái gì? Chấm cho em cái, comment chấm cho em cái nhá, để em biết các chị đang live stream có ai ủng hộ nhá. Thả tim cho em phát nữa. Lần đầu tiên. Nói chung là chị nào sẽ để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm là sẽ được ưu tiên nha. Còn chị nào mà không để lại số điện thoại thì sẽ không được ưu tiên. Ok không ạ? Én ở mố à?
Chứ ngã là biệt én ở mố chứ. Có biệt én ở mố không? Rồi nha. Rồi ok, tiếp theo. Cảm ơn bạn Thảo nha. Xin mời bạn Yến. Bạn Yến ra chào. Thì em chào, em giới thiệu đi. Dạ, cái mẫu này em đang mặc có mã số là 1835. Mẫu này có giá là 480.000 thì trong chương trình sale này bên em ưu đãi giảm mẫu này 20% là chỉ còn 384.000 thôi nha các chị nha. Sản phẩm này có màu là màu hồng phấn mà phối sọc nha các chị. Màu này mặc lên rất là sáng da. Đặc biệt sản phẩm này có phối với một cái quần tai đen ở eo tạo điểm nhấn cho eo, giúp eo mình nhìn nó gọn hơn nha các chị nha. Có phần xếp ly ở chân váy cho nên tạo cái cảm giác là mình sẽ che được cái vòng bụng của mình nha. Mặc rất là gọn người ạ. Các chị đặt hàng mẫu này thì để lại số điện thoại là 1835, chỉ còn 384.000 thôi nha các chị nha. Có size từ 40kg đến 60kg mặc vừa nha. Em quay phía sau chị xem lại. À, em quay đằng phía sau ạ. Phía sau của Vũ Mát mặc này rất là ôm form nha các chị. Số điện thoại cộng với 1835. Rồi 1835, mẫu này giảm 20% nha. Mẫu này giảm 20% còn 384.000 thôi. 480.000 còn 380. Em giới thiệu luôn bộ kia cho anh với Thảo. Anh gọi là sao nhỉ? Mệt rồi. Hôm qua phê uống say rồi, hôm nay mệt quá. Rồi, một mẫu đầm ren của Vũ Mát nha. Một mẫu này rất là thích các chị. Đợt vừa rồi săn nhưng mà hết hàng. Thì đợt này trong chương trình sale này bên em mới về thêm được 50 sản phẩm nữa thôi. Thế nên 50, chị nào 50 cái 50 cái nha. Mẫu này có mã số là MS11712. Mẫu này giá sản phẩm là 480.000. Thì trong chương trình này bên em cũng giảm giá cho các chị 20% luôn. Chỉ còn là 384.000. Có đủ size XS, M, L, XL cho các chị từ 40kg đến 60kg mặc vừa nha. Cái sản phẩm này các chị đặt hàng thì vui lòng để lại số điện thoại cộng với mã số là 11712, chỉ còn 384.000 thôi nha chị nha. Dạ, mẫu này là sản phẩm mới do là đợt vừa rồi hết hàng cho nên bên em mới về được 50 cái thôi, dành cho 50 chị để lại số điện thoại nhanh nhất, giảm 20% cho các chị luôn nha. Quay về sau chị xem mà Thảo quay phát. Quá đẹp luôn nhá chị. Đấy, mẫu ren này đi tiệc hay đi làm đều rất ok nha. Mẫu này là do là chất liệu. Em đến gần cho các chị xem họa tiết ren nha. Đây, cái ren này nó phối rất là dễ thương. Và cái form này form chữ A nha các chị. Mình mặc lên thì mình sẽ che được khuyết điểm là vùng bụng và tạo được cái điểm nhấn ở eo cho mình nhé. Rồi bắp tay cho mình luôn và che được bắp tay nữa. Rồi. Nghỉ ngơi tí rồi, lấy lại được sức rồi. Xe lại ủng hộ ông Vân cái coi. Hôm qua uống đâu hai chai vang nên nó về phê sắp mặt luôn rồi. Chưa mới tỉnh. Được chiều nên là 4 giờ chiều đưa đi live stream đấy, chưa có đâu có sức live stream đâu. Rồi, xe lại ủng hộ cho ông Vân nào. Toàn là những mẫu đẹp thôi. Mẫu này là 11712. 480.000 giảm 20% còn 384.000. Ok không ạ? Rất là đẹp. Như các chị nhìn thấy á, ở trước này để em lên gần cho chị xem thì đây là ở eo này, tức là cái gọi là được thiết kế rất là đẹp nha. Ở cổ cũng vậy. Đây nó có viền cổ rất là đẹp này. Mẫu này thì rất thích hợp cho nhà mình mặc đi tiệc. Đi tiệc cực kỳ sang chảnh luôn, đặc biệt là ren tạo cảm giác rất là ok ha. Ren tạo cảm giác rất là sang chảnh, cực kỳ màu trắng nữa, tinh khôi, đẹp luôn ha. Chân váy rộng rãi chữ A rất là đẹp. Ngoài ra ở dưới viền chân váy có viền này. Đấy. Ta tạo cái đầm rất nhiều điểm nhấn và cực kỳ đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 11712 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 384.000 mà thôi nha. Ok không ạ? Quá đẹp luôn. Cực kỳ sang cmn chảnh luôn. Rồi. Số điện thoại cộng với 11712 nha. Mẫu này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Không mua một mẫu này thì tiếc, hôm sau ông Vân không sell nó đâu. Tại vì mẫu này kể cả không sell cũng rất là nhiều người mua. Tại hôm bước hồi trước để tặng đấy, các chị biết nếu mà xem là các chị nào hay xem livestream thì dù có bác thì dừng tặng nó còn mấy cái thôi. Và nay về được một số lượng rất là ít. Tại vì hàng cái vải rất là khó. Nên là chị nào thích thì đấy, 384.000, thích cứ để lại số điện thoại của 11712 để mua sản phẩm này. Thì là 384.000. Ok. Cảm ơn bạn Thảo. Rồi.
Tiếp theo, một quý cô rất đẹp luôn. Mã gì đây? 1867. 1867. Giá bao nhiêu? 480 còn bao nhiêu? 255. Ủa, bố này 255.000 thôi á? Mặc xem. Mai mặc. Chưa mai mặc được. Số điện thoại cộng với 1867. 1867, 255.000, bất ngờ quá. Em lên gần tí nữa. Em giới thiệu luôn đi. Sản phẩm này là một sản phẩm form chữ A của mẫu bên này em nhé, mẫu này. Mẫu này là mẫu form chữ A. Đó, tức là mẫu này dạng form chữ A nhé các chị. Đấy. Có túi không? Sản phẩm này không? À, không có túi, ok. Tạo độ suông cho sản phẩm nhé. À, đặc biệt form chữ A thì mình mặc sẽ che được cái vòng bụng của các chị nhé. Form này có tay cho nên là che được cái phần bắp tay to. Màu xanh này mặc nên rất là tôn da. Mà màu này màu xanh như như các chị mặc lên rất là gọn người nhé. Có phối cái dây thắt nơ. Phối nơ thắt ở cổ, nếu mà các chị không có thể tháo ra nhá. Cái nơ này mình có thể tháo ra được, mình không cần nếu mình không muốn dễ trương ấy. Chỉ mình tháo ra, còn đeo vào thì cực kỳ dễ trương luôn. Nhá, màu đi mà đéo thắt cái nơ vô đi dễ thương, thối đôi. Rồi, quay với cháu thì xem vậy. Phía sau nhá chị, form rất là ôm gọn, rất là đẹp nhá. Số điện thoại cộng với 1867. 1867 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 200 200 bao nhiêu? 55 á? 255.000 đi. 255.000 thôi nhá. 255.000. Có 2.480 còn 255.000, quá rẻ luôn. Không mua ai cũng mua tiếng đứt rọt luôn. Thôi rồi. Không mua tiếng đứt rọt thôi vậy. Nha. Yến yêu hả? Cảm ơn Hạnh Nguyễn nha. Số điện thoại cộng với 1867 để mua sản phẩm này. Lưu ý đây là màu đấy là màu xanh đen nha, màu xanh đấy. Màu xanh. Xanh đen nhưng không phải màu đen đâu nha. Màu đen là nó khác. Thu Hương ở comment quá đẹp, cảm ơn Thu Hương. Số điện thoại cộng với 1867 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000, quá đẹp luôn nha. Cực kỳ quá đẹp, cực kỳ sang cờ mờ nơi chảnh luôn nha. Úi dồi đẹp thế. Hồng Trần thiếu số điện thoại này, thiếu 3 sản phẩm bỏ qua này. Bao nhiêu ký mặc vừa? Từ 40 ký tới 60 ký mặc vừa nha. Có 5 size XS, XML và XL. Lê Kiều Diễm comment là mẫu này em có rồi, mặc đẹp lắm luôn. Ok, cảm ơn Lê Kiều Diễm nha. Trời ơi sao lại dễ thương thế. Anh Nguyễn có comment anh nói buồn cười quá. Nói buồn cười cho mọi người đỡ buồn ngủ. Và đỡ buồn ngủ thì xe để săn hàng của cô bác nhá. Hà Tuyết à, nghe án nhỉ. Mã váy ren vừa rồi là gì đồng chí Vân ơi? Mã váy ren vừa rồi là 11712 nhá. Váy ren trắng vừa rồi là 11712 nha bà. Bà gì? Bà Hằng An. Hằng An, bà Hằng An có hỏi là Hằng An là mã váy ren vừa rồi đồng chí Vân ơi. Nói tiếng Nghệ An nghe hay lắm ấy. Nghe nói hay nhưng mà lờ nói rã thì bác chỉ có hiểu ngay. Ví dụ như em mà chứ mà nói tiếng đấy luôn liên tục ấy, mà nói liên tục nói mà nói xuyên suốt lái chim ấy. Là cả nhà mình có hiểu không? Hiểu hay không hiểu comment em biểu rồi. Ví dụ chị muốn hiểu thì nói hiểu, còn chị muốn nói không hiểu thì không hiểu. Tại vì nhiều chị muốn nghe được tiếng Nghệ An, mà tiếng Nghệ An kiểu tiếng địa phương, trong địa phương ấy, nói tưởng là Mỹ bên nhiều chị nói bữa trước có chị nói ô bên Lào mà qua Việt Nam lái chim à, nói không phải em người Việt Nam nhầm chị vừa mồm tưởng bên Lào thật, có chị không én được lắm á, thật đang xem đang lái chim rồi ủa anh đi bên Lào à, nó phải Tăng Huế comment bạn Yến mặc bộ nào cũng đẹp rồi nhá. Các chị có thấy ok không ạ? Váy trắng hồi nãy bao nhiêu tiền? 480 còn 384.000 nha, giảm 20% cho cả nhà. Đó, ví dụ Thu Hương của comment là chiều thôi. Xuân Mai của comment là không hiểu đâu anh ơi. Đấy, thấy chưa? Không mần được, nò mần được quá. Nò mần được quá. Kim Lan Nguyễn nó không hiểu. Lê Hiền comment chóa hiểu mà. Ừ, hiểu chóa thì hiểu rồi. Không tiếng, không giống tiếng Nghệ An múa hả? Không giống, không hiểu, hiểu mà hả? Thôi, nói tiếng trong phổ thông cho mọi người. Toàn không hiểu. 90% comment là không hiểu, chết chả, nguy hiểm. Ok, chịu thôi em à. Rồi, rất đẹp đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Yến. Xin mời bạn Thảo. Được rồi. Ok. Rồi, tiếp theo một mẫu ren. Úi giời, mẫu ren này đang là mưa làm gió trên. Mới ra mắt nhưng mà là mưa làm gió luôn nha. Mã gì đây? 3802. 480.000, giảm bao nhiêu? Giảm 20%. Còn 384.000. Mã là gì ạ? 3802 nha. Đây là một cái đầm ren. Gọi là gì nhỉ? Đắp tà. Đầm ren đắp tà có tay. Màu ren này là màu ren.
không biết màu gì luôn. Màu cam, màu da cam. Màu cam phối với màu nâu. Em không biết màu như hình, màu như em biết màu này, màu gì đặt màu gì luôn. Màu da cam. Màu gì? Màu da cam hả? Màu da cam hả? Em nữa. 3802 480.000 còn 384.000, em quay phía sau chị xem nào. Đây phía sau nhá chị. Rồi, số điện thoại cộng với 3802 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 384.000, được giảm 20% cho cả nhà nha. Ok không ạ? Rồi nha. Mẫu này là 3802 nha cả nhà. Đây là sản phẩm thiết kế mới, đầm ren. Mình có thể mặc bộ này đi làm cũng được, đi tiệc cũng rất là ok nha. Rất là đẹp, có điểm nhấn là sẽ gọi là đắp tà. Đấy. Đấy cái tà nha, tà trước em xỉa cái tà cho chị xem. Đấy. Xỉa xỉa khéo khéo tí, không có bảo chứ chị bảo khoe hàng là vỡ mồm. Vỡ mồm luôn. Số điện thoại cộng với 3802 480.000 còn 384.000 là giảm bao nhiêu, 100.000 đấy cho chị nha. Nhanh tay để lại số điện thoại cộng với 3802 để mà sở hữu mẫu này ngay lập tức, không từ 40 ký tới 60 ký sẽ mặc vừa nha. À màu này màu be, màu nu, à không biết màu gì luôn. 3802 nhìn hình đẹp ghê, là đẹp ghê ấy. Ok, cảm ơn môi cong hồng cam. Ừ, cũng đúng, hồng cam đúng đúng đúng, gần gần thế. Số điện thoại cộng với 3802 để mua mẫu này với giá 384.000. Ok, quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn bạn Sảo, dễ thương. Rồi, em có mẫu nào nữa không? Hả? Ừ, thì một vài bộ đi, red hay bộ nào cũng được. Sẽ xem về mẫu nào còn nhiều hàng chứ, lỡ livestream này có chị đặt nhiều không có hàng, chị chửi ai chết. Rồi lên gần gần tí đi Yến. Tiếp theo một sản phẩm 255.000 đúng không Yến? Quá rẻ luôn, bất ngờ. 3820 đầm suông phối đai, 3820 nha. Rất là đẹp, đây là một cái đầm màu này là gọi là màu be. Đúng không? Mã sản phẩm cộng với 3820 nha, đây đầm suông nhá chị. Rồi, em giới thiệu qua đi, điểm nhấn đi. Sản phẩm này là sản phẩm đầm suông nha các chị. Đầm suông thì rất là dễ mặc. Hơn nữa chất liệu của sản phẩm này là chất liệu co giãn cho nên các chị mặc rất là thoải mái nha. Sản phẩm này là màu be cho nên mặc lên rất là sáng da. Mẫu này có tay cho nên tạo điểm nhấn cho cái tay của mình không có bị lộ nha. Đó, sản phẩm đầm suông có túi luôn nha các chị nha. Hai cái túi phần này là kiểu dạng là điểm nhấn để tạo cái đường nét cho sản phẩm chứ không phải túi thiệt đâu nha các chị. Túi là ở hai bên nha. Cái đai này thì mình là đai R thì các chị có thể tháo ra. Mẫu này đang được ưu đãi chỉ còn 255.000. Thì mẫu sản phẩm là 3820. Các chị đặt hàng thì để lại số điện thoại cộng với mã số của sản phẩm là 3820 giùm em nha. Lưu ý ạ, mẫu này là không còn nhiều nữa đâu nên các chị thích mẫu này thì cứ để lại số điện thoại. Mẫu này rất thích hợp cho nhà mình mặc đi công trốn công sở, rất là sang trọng đúng không ạ? Các chị nhìn thấy ạ, rất là đẹp, nếu mà mình mặc đi công sở cực kỳ sang trọng luôn. Số điện thoại cộng với 3820 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000. Đây là một thiết kế mới của Umac rất là đẹp. Em có thể quay về sau chị xem. Đây về sau thì mình có thể sắt lại đúng không? Đấy. Còn mình nếu mà chị nào không thích mình mặc form suông, để suông luôn cũng được. Lưu ý để lại số điện thoại cộng với mã sản phẩm sẽ được ưu tiên nhé. Từ 40 ký tới 60 ký sẽ mặc vừa, bao gồm 5 size. Chị nào mua hàng Umac thì biết rồi, XS, SML và XL đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 3820 để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 255.000. Còn 255.000 mà thôi. Không mua thì tiếc đứt ruột nha. Chị mẫu cao bao nhiêu? Chị mẫu cao 1m50. Hai. Nặng 44 kg mà thôi. Đầm màu hồng đi anh ơi, em mua tặng vợ. Ok, dễ thương ý. Đấy, có con trai mà vẫn vào xem livestream để mua hàng tặng vợ đấy. Thật, các chị mà không tác các ông chồng của mình vào đây rồi hơi bị thiệt thòi. Thật đấy. Đấy, có comment có anh có gì đấy, lương anh đồng anh lương gì đây này, để em tặng vợ này. Mua em đang soi hàng tặng vợ, những ông chồng tuyệt vời luôn. Đây ở đây, hiện tại đây này, giờ mà quay live stream luôn ở đây toàn trong shop, mấy anh chồng dẫn các cô nàng của mình đi shopping tuyệt vời. Rồi sau này mình phải dẫn vợ đi shopping chứ không vợ về chửi vỡ mồm. Rồi số điện thoại còn với 3820 nhá. Mẫu này thì mình mặc đi công sở rất là đẹp nha cả nhà. Đấy, phối rất là đẹp luôn.
cực kỳ sang trọng nha. Xuống tại cầu 13820. Rồi. Finish. Ok, cảm ơn bạn Yến. Dễ thương. Rồi. Ok. Ôi giời, mẫu này mà đi tiệc thì cực kỳ sang cầu một đời chảnh luôn. Ấy. Mẫu này hoa hậu mà còn khen mà. Bạn Ngọc Hân, hoa hậu Ngọc Hân mà. Mã là gì nhỉ? 1818 MS 1818 thì các chị. 1818 590.000. 590.000 giảm 20% đúng không? Trong còn 472.000. Tức là giảm được khoảng 120. Đó à, không ta? 472 590 đúng không? 120. Ok, số điện thoại cộng với 1818 rất là đẹp. Các chị có thể nhìn thấy ạ. Điểm nhấn là gì ạ? Thứ nhất là chiếc váy xòe, thứ hai là đầm gấm nha. Em có thể lên gần cho chị. Lưu ý đây là đầm gấm ạ. Đây là gấm cao cấp nha các chị. Đấy. Cái này thì đi tiệc thì rất là đẹp. Đấy, đi tiệc cho các chị luôn. Rồi, đi tiệc cực kỳ sang chảnh luôn, đầm gấm. Mẫu này là mẫu hot. Vừa mới về thêm được sản phẩm ạ. Cái này là hết hàng nên là vừa mới về hàng ạ. Số điện thoại cộng với 1818 được giảm 20%, 590.000 còn 472.000 nữa thôi. Chỉ 472.000 cho một cái sản phẩm thiết kế cao cấp của Gumac nha. Đây là dòng Gumac Luxury. Ok em ạ. Số điện thoại cộng với 1818. Số điện thoại cộng với 1818 nha. Thì một sản phẩm này với giá 472.000, 1818 quá đẹp luôn. Size thì có XSML và XL ạ. 5 size, thoải mái lựa chọn, quá đẹp luôn. Mẫu này cực kỳ sang chảnh nhá. Rồi, ok, cảm ơn bạn Thảo. Ok rồi. Rồi bạn Yến vào đây, bạn Yến. Nốt. Đẹp quá, nhiều người đã thấy. Để lại số đây sẽ tới shop được sale nha. Mọi người có thể đến hệ thống showroom của Gumac để mua hàng nha. Đây, tiếp theo mẫu cực kỳ dễ thương. Mẫu này thì ai cũng khen đẹp. Mẫu này cũng được giảm 20% phải không Yến? 3812 480.000. 3812 480.000. Để lại số điện thoại còn lại 480.000 giảm 20% còn 384.000. À còn 384.000 thôi. Số điện thoại còn với 3812 nha, rất là đẹp. Đây, với tay em giới thiệu qua đi. Rồi, sản phẩm này là cái sản phẩm có phối bèo tay nha các chị. Xúc eo rất là dễ thương, bánh bèo nha các chị nha. Có phối vôn ở đằng trước nha. À, mình mặc tạo cái cảm giác là dễ thương này, gợi cảm nha các chị. Các chị có thể mặc đi tiệc hoặc đi làm đều được nha. Lên gần cho chị xem. Sản phẩm này có túi, có xếp ly ở eo form chữ xòe, chữ A. Cho nên là mình mặc có thể che được cái vòng bụng của mình nha. Em quay phía sau cho chị xem. Rồi, em quay phía sau ạ. Đây là phía sau nha chị. Rất là ok ạ. Rồi, số điện thoại cộng với 3812. Ồ, nhiều người đặt thế. 20% còn 384.000. Giảm 20% còn 384.000 nha. Quá đẹp luôn. Cho một cái sản phẩm thiết kế. Em lên gần cho chị xem cái chất liệu đoạn vân vân này đấy, phối vân đúng không? Rồi, đúng rồi, phối von nhá, rất là mềm mại mà mặc rất là mát nha các chị. Cái tay này có phối cái dây kéo này. Rất là dễ thương, tạo độ rũ cho chiếc cái phần tay của mình nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 3812. À 3812. 3812 để mua mẫu này với giá chỉ còn 384.000 thôi. Bộ này được giảm 20% đấy nha, sản phẩm thiết kế mới đấy nha, không mua ở tiếc nước ruột nắm luôn nha. Số điện thoại cộng với lưu ý các chị cứ để lại số điện thoại và mã sản phẩm, việc còn lại là bên Gumac lo. Gumac sẽ gọi lại tư vấn về chiều cao cân nặng cho cả nhà để coi các chị sai mặc size nào sẽ là phù hợp nhất. Ok không ạ? Tại vì không vừa thì cũng mắc phải ấy, nên là các chị cứ để lại số điện thoại cộng với 3812 mẫu này để mua sản phẩm này với giá chỉ còn 384.000 thôi. Mẫu này quá hot luôn nha. Đấy, quá đẹp luôn nha. Mẫu này là 3812, cực kỳ đẹp luôn. Số điện thoại cộng với 3812 để mua sản phẩm này với giá 384.000. Quá đẹp luôn đúng không? Trời ơi, cực kỳ dễ thương. Yến như kiểu Yến càng ngày càng đẹp. Từ khi hồi cách hơn năm trước, năm rưỡi trước, hai năm trước thì vào Gumac đen thùi lùi mà sao giờ trắng sáng thế, ngon lành cánh đào ra không biết. Thấy bạn nào vào Gumac cũng đẹp thôi, chỉ mỗi mình thấy da xấu đi, chắc còn trai con gái nó bị ngược. Số điện thoại cộng với 3812 nha. Từ 40kg tới 60kg sẽ mặc vừa, có 5 size này, XS, M, L và XL. Ok không ạ? Không mua được mẫu này thì tiếc lắm, tại vì không có cơ hội nào sale nữa đâu. Tại vì một năm Gumac chỉ sale 2 lần, một lần tháng 4 này nữa và đến tận tháng 10 thì Gumac phải sale nha. Ok em ạ. Đẹp. Ok, quá nhiều người khen đẹp kìa. Rồi. Rất tuyệt vời. Quá đẹp luôn.
Rồi, cảm ơn bạn Yến rất nhiều. Rồi, thì thật sự hôm nay rất là vui, rất là nhiều người xem và đặt hàng cũng rất là nhiều. Thì một lần nữa, cô bác cảm ơn cả nhà đã theo dõi live stream của cô bác trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại các chị vào live stream vào trưa ngày mai. Rất rất nhiều, mai sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới luôn. Rất rất nhiều mẫu đẹp. Và đừng bao giờ bỏ qua cơ hội này, phải không? Để sở hữu những sản phẩm thiết kế của Mark. Lưu ý, hãy nhanh tay đến 40 showroom của Gubac trên toàn quốc, hoặc để lại số điện thoại trong live stream, hoặc lên Gubac, lên website gubac.vn để nhanh tay đặt hàng, để sở hữu những sản phẩm thiết kế mới của Gubac. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.